nhiều khả năng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới Việt Nam bằng tàu hóa và họp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại nhà khách chính phủ ở thủ đô Hà Nội. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết hôm 20 tháng 2. Việt Nam đang chuẩn bị phương án cho lãnh tụ Kim Jong-un tới bằng tàu hóa để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội vào tuần tới. Hai nguồn tin thân cận với công tác an ninh và kế hoạch hậu cần, nói với Reuters. Ông Kim có thể mất ít nhất 2 ngày rưỡi để di chuyển hàng ngàn km từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên qua ngã Trung Quốc bằng tàu hỏa rồi tới Việt Nam, nghĩa là ông sẽ phải khởi hành vào cuối tuần này để tới Hà Nội vào ngày 25 tháng 2 theo kế hoạch. Đoàn tàu của ông Kim sẽ dừng tại ga Đồng Đăng của Việt Nam và sau đó di chuyển 170 cây số tới Hà Nội bằng ô tô, các nguồn tin cho Reuters biết. Ông Trump và ông Kim sẽ gặp nhau tại thủ đô Hà Nội ngày 27, 28 tháng 2. 8 tháng trước, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau lần đầu tiên tại Singapore. Khi ấy, hai bên cam kết sẽ tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Kể từ đó, các cuộc đàm phán đã có những bước tiến và càng ngày càng có nhiều hy vọng rằng lần này hai ông sẽ đạt được một thỏa thuận cụ thể hơn. Trong một diễn biến liên quan, ba nguồn tin khác thân cận với việc chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội cho Reuters biết, địa điểm có khả năng cao nhất cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo là nhà khách chính phủ, một công ốc có từ thời thuộc địa Pháp ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Tất cả năm nguồn tin cho Reuters hay rằng các phương án này có thể thay đổi. Các nguồn tin vừa kể không được phép nói chuyện với giới truyền thông vì sự nhạy cảm liên quan tới các kế hoạch công vụ bí mật của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 19 tháng 2 chỉ đạo ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh rằng công tác bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh là ưu tiên hàng đầu theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam hôm 20 tháng 2. Khách sạn Metropole đối diện nhà khách chính phủ sẽ là địa điểm dự phòng cho hội nghị thượng đỉnh. Hai trong số các nguồn tin cho Reuters biết, đặc phái viên Triều Tiên phụ trách các vấn đề về Hoa Kỳ Kim Hyok Jong vừa tới Việt Nam hôm 20 tháng 2. Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết đặc sứ Kim cùng với một nhóm sáu quan chức Triều Tiên đã đáp máy bay tới Hà Nội. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Brigham đã bắt đầu chuyến công tác tới Hà Nội. Hai quan chức cấp cao Mỹ triều này sẽ gặp nhau tại Hà Nội để thảo luận các chi tiết liên quan tới hội nghị thượng đỉnh Trump Kim lần 2. Hôm 16 tháng 2, một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy ông Kim Chang Son, phụ tá thân cận của Kim Jong Un tới thăm nhà khách chính phủ và các khách sạn Metropole và Melia ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Ông Kim có thể lưu lại khách sạn Melia trong chuyến thăm Việt Nam, một trong những nguồn tin này cho biết. Khi được hỏi liệu ông Kim sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường đi qua Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói ông không có thông tin. Chuyến công du tới Việt Nam của ông Kim sẽ mang ý nghĩa đặc biệt vì đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh tụ Triều Tiên tới Việt Nam sau 54 năm. Ông nội của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo lập quốc Kim Il-sung, đã hai lần thăm Việt Nam vào năm 1958 và 1964. Theo đài truyền hình Hàn Quốc MBC, logo và thông điệp chính thức của hội nghị Mỹ Triều lần 2 đã được xác nhận. MBC dẫn nguồn tin tiết lộ, trung tâm logo là hình ảnh chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình, ngôi sao chung được sắp xếp vào quốc kỳ hai nước. Thông điệp của kỳ thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 sẽ là quan hệ hợp tác vì hòa bình bền vững, MBC cho biết thêm. Ít ngày trước khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm Việt Nam và họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội, trong cuối tháng 2, cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam David Shear mới đây dành cho VOA một cuộc phỏng vấn riêng, trong đó ông đưa ra những nhận định về cách tiếp cận của từng bên liên quan đến sự kiện sắp diễn ra được xem là có tầm quan trọng lịch sử. Trả lời câu hỏi của phóng viên VOA về mục tiêu mà ông Kim nhắm đến là gì? Trả lời câu hỏi của VOA về mục tiêu mà ông Kim nhắm đến là gì, cựu đại sứ Shear lưu ý rằng, hiện Triều Tiên đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên hiệp quốc vốn là những biện pháp thực sự chặn đứng con đường phát triển của Triều Tiên cho đến khi họ giải trừ hạt nhân đủ để Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Vì vậy, theo ông Shear, lãnh tụ của Triều Tiên muốn các biện pháp trừng phạt được giảm bớt hoặc dỡ bỏ. Bên cạnh đó, ông Kim cũng muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ, nước có vai trò chính, cũng như với Hàn Quốc, và điều đó mở đường cho việc các lực lượng Mỹ rút khỏi Hàn Quốc. Ông Shear, người cũng giữ chức trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói với VOA bình luận về việc vị lãnh đạo Triều Tiên đồng ý gặp nguyên thủ Mỹ ở Hà Nội thay vì ở Đà Nẵng như một số nguồn tin Mỹ tiết lộ ban đầu, ông David Shea, nhà ngoại giao cao cấp đã nghỉ hưu của Mỹ nói, lý do chính mà Triều Tiên muốn tiến hành cuộc họp ở thủ đô của Việt Nam là vì họ có đại sứ quán ở Hà Nội. Phía Triều Tiên thích sự tiện lợi và an ninh dành cho họ, ông Shea nói thêm với VOA ngoài ra vị cựu trợ lý bộ trưởng quốc phòng mỹ hình dung rằng có thể có một lý do sâu xa về việc ông kim thích nơi họp ở việt nam đó là cuộc chiến trong quá khứ giữa việt nam với mỹ cách nay xấp xỉ năm thập niên ông xia nói tôi dám chắc rằng việc một đất nước bị chia cắt và miền bắc đã chiến thắng là một điều nằm trong tâm trí của ông kim jong un nhưng chúng ta hãy đối mặt với điều đó trong khi đó, với hiểu biết của người từng là đại diện cao nhất cho Tổng thống và chính sách đối ngoại của Mỹ ở nước ngoài, cựu đại sứ Sia phân tích với VOA về nguyên nhân mà người đứng đầu nước Mỹ muốn Việt Nam là nước chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và ông Kim Jong-un. Ông Sia nói, từ góc nhìn của Tổng thống Trump, Việt Nam thể hiện là một quốc gia cộng sản đã chuyển đổi một phần thành tư bản. Vì vậy, ông ấy sẽ muốn ông Kim Jong-un thấy được lợi ích của việc Việt Nam đã làm như vậy nói cụ thể về quan hệ song phương Mỹ-Việt. Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Sia khẳng định chắc chắn có những lợi ích chung rất mạnh mẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việt Nam muốn có quan hệ kinh tế, thương mại mạnh mẽ và lành mạnh. Cho dù Tổng thống Trump chắc chắn đã nêu ra quan điểm của ông với phía Việt Nam về vấn đề thâm hụt thương mại, phía Việt Nam muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ vì thị trường của Mỹ rất quan trọng đối với hoạt động thương mại của Việt Nam. Họ muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ vì họ muốn Mỹ can dự vào khu vực. Điều đó mang lại cho họ công cụ đòn bẩy tốt hơn so với láng giềng Trung Quốc trong lĩnh vực ngoại giao. Về nền tảng của mối quan hệ chính thức là giao lưu giữa nhân dân hai nước, nhà cựu ngoại giao Mỹ từng làm việc ở Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2014 nhận xét với VOA. Nhìn chung, người Việt thích người Mỹ. Chúng ta đã cùng trải qua một cuộc chiến thời đầu những năm 1970, nhưng hầu hết người Việt Nam hiện nay đã không sống ở thời điểm đó. Người Việt thấy văn hóa Mỹ rất hấp dẫn người Việt cũng có rất nhiều người thân sống ở Mỹ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt rất đông đảo và ngày càng phát triển. Và người Việt hiểu rằng vận mệnh kinh tế của họ có một phần gắn với sự mở cửa không ngừng của thị trường Mỹ. Ông David Scheer đã rời chức vụ trong bộ máy chính quyền và nghỉ hưu ở thời điểm ông Trump nhậm chức tổng thống vào năm 2017. Sau đó, vị cựu trợ lý bộ trưởng quốc phòng làm tư vấn cho các công ty Mỹ về Việt Nam. Với những trải nghiệm của mình, ông Shear nhận xét trong cuộc phỏng vấn với VOA rằng người Việt Nam rất có tinh thần kinh doanh và cũng rất hòa đồng với thế giới. Nên theo ông, không có gì phải ngạc nhiên khi có nhiều người Việt đang lái những chiếc xe hơi sang trọng như BMW và Rolls Royce ở thành phố Hồ Chí Minh. Song ông cho rằng điều tương tự sẽ khó diễn ra ở Triều Tiên trong tương lai gần. Nếu coi Việt Nam là một gợi ý cho Triều Tiên, cựu đại sứ Mỹ điểm lại con đường phát triển của đất nước Đông Nam Á do đảng Cộng sản lãnh đạo với hàm ý là không phải mọi việc đều hoàn toàn trơn tru, thuận lợi. Ông Shia nói, Việt Nam đã phải mất vài năm để xác định họ muốn phát triển kinh tế như thế nào và quan hệ với phần còn lại của thế giới ra sao, đặc biệt là với Mỹ. Tuy chiến tranh Việt Nam đã kết thúc thời những năm 1970, xong phải đến năm 1995 Mỹ mới bình thường hóa quan hệ với Việt Nam và hiện nay Việt Nam vẫn đang thử nghiệm về mức độ tham gia của nhà nước vào nền kinh tế. Kể từ khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ, kim ngạch thương mại hai nước đã tăng vọt khoảng 125 lần đạt hơn 50 tỷ đô la năm 2018, trong đó Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 8 tỷ đô la. Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới công bố cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2018 là hơn 2.500 đô la, trong khi đó không có dữ liệu về Triều Tiên. Các tổ chức khác nhau bao gồm cả Ngân hàng Thế giới ước đoán GDP bình quân đầu người của đất nước bị cô lập dao động trong một giải rộng từ 600 đô la cho tới 1.700 đô la.